Một vụ tai nạn giao thông giữa xe gom rác và ô tô vừa xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 8 tháng 12 trên đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Lúc này, một ô tô lưu thông trên đường 3 tháng 2 theo hướng từ thành phố Bà Rịa về thành phố Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường cách cổng vào làng du lịch Chí Linh, thành phố Vũng Tàu khoảng 800 m, ô tô con bất ngờ tông vào đuôi xe ghi tên Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị thành phố Vũng Tàu đang chạy để thu gom cành cây. Thời điểm này, có hai công nhân đứng phía sau đuôi xe. Cú tông mạnh khiến một nữ công nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Tại hiện trường, ô tô con bị nát phần đầu. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Vũng Tàu đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.